Với mục đích tạo điều kiện cho trẻ em trong xã có chỗ để tập bơi, vừa qua, xã Nhật Quang, huyện Phù Cừ đã cải tạo lại ao bơi tập trung của xã và là một trong số ít địa phương trong tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp bơi miễn phí cho trẻ em. Những ngày này, nhiều phụ huynh trong vùng đã đưa con em mình đến lớp học bơi miễn phí do Ủy ban Nhân dân xã Nhật Quang tổ chức. Khóa học bơi diễn ra trong khoảng 5 buổi. Trẻ em ở đủ mọi lứa tuổi, thậm chí không phải là người trong xã, cũng có thể đăng ký vào lớp học. Tôi đưa cháu hôm nay buổi thứ 3 có thầy giáo dạy bơi mà tập phòng chống đuối nước cho các cháu rất có ý nghĩa. Sau gặp đuối nước các thứ là các cháu còn có thể kháng cự được. Em thấy lớp học bơi là rất ý nghĩa. Sau 3 buổi học, em đã biết cách phòng chống nước và biết lặn. Đến nay em đã bơi được khoảng 10 đến 20 mét. Để có được ao bơi tập trung và tổ chức lớp bơi miễn phí, xã Nhật Quang đã nạo vét bùn dưới lòng ao, đồng thời đổ cát lên, xây bờ kè chắc chắn, xung quanh có lan can, tổng giá trị khoảng 250 triệu đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Ủy ban Nhân dân xã đã lắp đặt biển quy định bơi, cử người giám sát để tránh xảy ra tình huống đuối nước, nghiêm cấm các hộ dân gần đó xả nguồn nước thải ra ao bơi. Mục đích ao bơi chúng tôi xây dựng với cái phong trào bây giờ các cháu thì nó bơi lội, nó không có các cái khu vực. Trong quá trình thực hiện thì hàng năm để các cháu có cái địa điểm để vui chơi, tập bơi để tránh cái tai nạn rủi ro về cái đuối nước. Cái nguồn kinh phí nó không có nên quá trình xây dựng kiến thiết thì phải nâng cấp dần từng bước một. Trong thời gian xây dựng phải mất 2 năm xây dựng lên rồi sau đó mới lại phải cải tạo. Xây dựng ao bơi và tổ chức dạy bơi miễn phí đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với nhu cầu nâng cao thể chất cho trẻ. Mô hình lớp dạy bơi miễn phí tại xã Nhật Quang cần được nhân rộng, đặc biệt hiện nay nhiều nơi vẫn chưa có ao bơi cho trẻ và tình trạng đuối nước thương tâm vẫn xảy ra.